Thư thứ hai của Phaolô gửi cho người Thessalonica chương 1. Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh Thessalonica là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài. Giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Ngài và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài, và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ.